Hello, chào các bạn đã quay lại với kênh của Minh TQ Tools. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong cái khung giờ quen thuộc 19:30. Và các bạn đừng quên nhấn vào cái nút đăng ký kênh, nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào của Minh TQ Tools. Như thường lệ, chúng ta sẽ đi vào những chuyên mục quen thuộc. Tuy nhiên, hôm nay chúng ta sẽ có thể là sẽ khiếm khuyết một cái chuyên mục nào đó vì những lý do ABCD gì đó ha, thì không làm mất thời gian các bạn nữa, chúng ta sẽ đi vào cái chuyên mục số 1, những dụng cụ Hairstool. Ok, đầu tiên hôm nay chúng ta có một cái eto đến từ thương hiệu Rock Island của Mỹ. Tình trạng là xấu xấu nhưng mà kết cấu nó ngon, giá thì rất là son cho anh em về dọn, ngắn gọn như vậy thôi ha. Trọng lượng của cái eto này là 32 kg, trọng lượng 32 kg. Tình trạng là có những cái vết cấn trầy ha, một vài cái hang hóc ở trên bề mặt thân di động, cái phần ốc lóc đế đây nó thiếu cái tay, ha. Ok, thì cái này cũng dễ các bạn ha. Mình sẽ bổ sung cho các bạn một cái tay, có một cái tay đã chạy răng sẵn hai đầu rồi. Các bạn về chúng ta chỉ việc cho hai con ốc 6 ly vặn vào và mài tròn hai cái đầu ốc lại là xong, kết thúc vấn đề. Đây, đã chạy ren sẵn hai đầu. Muốn tay thì có tay. Cây tô này báo giá luôn cho các bạn là 2.800.000, 2.800.000 một con Rock Island có tem đầy đủ đây ha. Đây. Hàm cũng còn khá các bạn, hàm cũng còn tương đối khá ha. 2.800.000. Các anh em chúng ta có một cái eto chuẩn Mỹ, chất gang tốt, cái mát gang của con này khá là mịn, khá là tốt các bạn. Thích hợp cho chúng ta về sử dụng cày, có đế xoay nha, có đế xoay. Rock Island mã là 574, có đế xoay. Tình trạng này không có bị nứt vỡ gì hết nha. Ốc đế là còn đầy đủ hết ha. 2.800.000, rẻ nhất hệ mặt trời luôn các bạn. Ok, và một cái phôi tốt cho anh em restore cũng như là anh em thợ này, chúng ta có nhu cầu chúng ta mua về chúng ta sử dụng ngay vẫn được nha. Chỉ việc vệ sinh tra dầu mỡ vào những cái vị trí mà nó tiếp xúc ma sát, vị trí trượt là chúng ta có thể mang ra cày thu lại lợi nhuận liền ngay lập tức. 2.800.000, một cái giá rất là tốt. Nhắc lại ha, trọng lượng của nó là 32 kg nha các bạn, 32 kg mà chỉ có 2.800.000, quá rẻ so với quy định, rất là rẻ. Chỗ nào rẻ hơn thì chúng tôi chưa biết. Bắt chước chị Hậu Hoàng hả? Ở đây là rẻ nhất rồi, nhưng mà chỗ nào rẻ hơn thì chúng tôi chưa biết. Một cái ván đẩy khuôn, tải trọng của nó được 120 kg nha các bạn, 120 kg, và kích thước như sau: chiều dài là 60, chiều ngang của nó là 48, và chiều cao từ đất lên tới mặt là khoảng 11 cm. Bốn cái bánh xe xoay, bốn bánh xoay hết ha, và tình trạng bánh cũng còn khá là ok ha, bốn bánh xoay hết nha các bạn ha. Ván bằng nhựa, có những cái đường gân, dập những cái đường gân chịu lực, mặt khá rộng cho chúng ta để được những cái phôi to ha, có những cái điểm cao su. Ok, di chuyển nhẹ nhàng linh hoạt. Giá 3.500.000 cho cái ván đẩy này.
ở 3,5 triệu cái admin giật mình đùa cho các bạn tí cho vui thôi. Dán đẩy này giá Zalo cho bạn chỉ có 350.000 thôi ha, nghe 3,5 triệu admin trận trắng lên 350k nha các bạn. Lâu lâu phải giật tiếp chút xíu, bình tĩnh, hết sức bình tĩnh, đừng manh động, đúng không? Bình tĩnh đừng manh động. 350k chúng ta có cái ván đẩy size to, tải trọng 120kg nha, 120kg. Nhưng mà thực tế mình tới quay đã bỏ hai con Eto C3 lên đây thì nó cũng khoảng tầm 140. Mỗi con nặng 70kg, có tầm 140. Chủ yếu là chúng ta dàn đều lực lên trên bốn cái bánh xe của nó là chúng ta cứ di chuyển đẩy thoải mái mà. Bốn cái bánh này nó cho phép mình tải trọng lên tới khoảng tầm 300 luôn chứ đừng nói 100 mấy, tại vì cái ván mình nó ván nhựa thì mình sợ nó võng gì đấy thôi. Nếu mà chúng ta để trọng tâm nặng nó dồn vô giữa thì có thể sẽ nó bị võng cái ván, do nó thiết kế bằng nhựa mà. Chúng ta cứ dàn đều nó ra trên bốn cái bánh xe nó là ok, không thành vấn đề ha. Một cái vali dành cho các bác đi phượt, đi bụi, đi bơi ha, đi bơi được luôn ha. Một cái vali sách tay của Pelican, mã là 1520 cash, sản xuất tại Mỹ, logo hiệu công bộ nông các bạn, một cái thương hiệu khá mạnh và ứng dụng trong rất là nhiều cái ngành điện tử, thông tin, truyền thông gì đấy, và kể cả quân đội họ vẫn đặt cái thương hiệu này để sản xuất những cái thiết bị, để đựng những cái thiết bị quan trọng của họ, chống nước, chống sốc, chống nước, chống sốc, và được bảo vệ hết sức là tối ưu. Chất liệu nhựa của nó ha, rất là dai chắc các bạn, chống sốc. Ở đây nó có hai khóa, một cái tay nắm thôi, hai khóa ha, và hai bên này nó có hai cái chốt để chúng ta bắt thêm cái ổ khóa nữa. Đây, trong đây nó có rãnh, có rãnh ron, rãnh chống nước ha. Ok, kích thước của cái vali này như sau, chiều dài của nó là được 50, chiều ngang không tính cái phần quai nha các bạn, không tính phần quai là nó được khoảng 36 cm, và chiều cao khoảng 20 cm. Trên cái quai này nó có cái phần một cái núm vặn như kiểu là cái khóa các bạn. Đây họ ghi cái này để nó thoát nước ha, một cái lỗ để thoát hơi như kiểu cái lỗ xả nước á, nếu mà mình đổ nó bị nước ướt vào trong mình vệ sinh rửa nó không ra thoát hết được. Đây cái núm vặn nó vặn vào đây các bạn, kính nước tuyệt đối ha, chống nước tuyệt đối, chống nước, chống sốc. Đây là cái phần mút mà trước họ dán vào, đây họ để cái thiết bị gì đó nó phù hợp thôi, còn dù về mình muốn để cái gì thì mình để, hoặc là mình muốn lắp cái mút đệm đỡ thêm cho nó giảm cái việc chống sốc nó hiệu quả tối ưu hơn nữa, thì chúng ta chỉ việc lắp vào theo cái thiết bị hay gì đó của mình thôi. Nhưng mà thông thường cái này mình làm cái vali thì nó quá sang rồi mà, quá đỉnh luôn. Cái này giao lưu cho bạn với giá là 800.000. Cái con này giá mới của nó cũng mấy triệu ha, bồ nông, mã là 1520 Pelica, 800.000. Tiếp tục chúng ta đến với một cái cặp mỏ lết của Paco ha, một cây 8 inch, một cây 6 inch. Đây là cái dòng mà của Ego, mã là 8071 và 8070, made in Sweden ha. Ưu điểm của dòng này là miệng mỏng và cái khẩu mở miệng khá là to các bạn, khẩu mở miệng khá là to so với size kích thước của nó. Phần tay được gia công dày dạn và chắc chắn ha, nhìn cảm giác nó rất là lực, rất là lực. Cây này 6 inch và cây này 8 inch, Paco Sweden ha. Tình trạng miệng nó còn khá đẹp hết ha các bạn. Hai cây mỏ lết của Thụy Điển, hai cây mỏ lết của Thụy Điển. Cặp mỏ lết này giao lưu cho bạn với giá là 380.000. 380.000.
380.000. Chúng ta có hai kem mỏ lết dòng Ego, thiết kế kiểu dáng rất là lực, miệng mỏng nhưng mà ưu điểm là mở hàm khẩu to. Tiếp tục với cái mũi đục, và lần này chúng ta đến với một thương hiệu vẫn là của Anh nhưng mà nó khá là nổi tiếng các bạn, tồn tại song song với thương hiệu Givon. Đây là cây Givon mà mình đã vẫn thường giao lưu cho các bạn ha, trong một vài video clip trước. Ở đây dòng chữ này mình đánh kỹ ra cho các bạn xem ha. Givon Island giá vẫn là 180.000 một cây ha. Thiết kế của nó là cạnh bát giác, và đây trên tay mình đang cầm là một cái cây của Footring Made in Island. Và cây này nó được thiết kế với cạnh lục giác các bạn, cạnh lục giác, và cái phần cạnh ngôi sao của nó thiết kế nó sâu hơn so với cây Gibbon một chút xíu ha. Đây chúng ta để gần để chúng ta so sánh được, và nhìn cảm giác nó rất là lực điền ha. Cây Footring này cảm giác nó lực điền hơn là cái cây Gibbon ha. Nhưng mà chất thép hai cái thì mình đánh giá nó cũng 8 lạng người nửa cân các bạn. Này, tình trạng những cái cây này cũng gần như mới các bạn, gần như mới. Nước sơn của nó thì nó bong tróc theo thời gian thôi, nhưng mà cái phần mặt đóng các bạn nhìn nè, chưa có bị nở, chưa có bị gì hết. Chất thép thì phải nói là rất là đanh. Những cái mũi đục này chuyên đục bê tông mà. Là các bạn so sánh hai cái đầu mũi của nó đây ha. Givon thì họ thiết kế cái mũi nó hơi vát xéo hơn nhiều, cái độ góc xéo của nó nhiều hơn. Còn cái Footring thì cái độ xéo của nó thì nó thấp hơn, nó tầm khoảng mười mấy độ thôi. Nhưng mà cái độ sâu chẻ rãnh vào thì nó sẽ nhiều hơn là cây Givon. Và giá vẫn giao lưu cho các bạn với giá là 180.000, thích hợp cho chúng ta sưu tầm và sử dụng những cái đục bê tông như thế này. Thương hiệu của Anh thì nó quá là chất lượng các bạn ha. Quá là chất lượng rồi. Vẫn đồng giá với Givon 180.000. Chúng ta có cái mũi đục của Footring, một cái thương hiệu mà cũng khá là nhiều anh em hâm mộ và sưu tầm cho mình những cái dòng sản phẩm như là kéo cắt ton, những cái dụng cụ handstool của Footring cũng rất là lâu đời và sâu tuổi nha các bạn. 180k kêu 1.8 triệu nữa admin trận trắng lên nữa vậy. Thế ây à, rất là nặng các bạn, rất là nặng. Một cái bộ bơm thủy lực của Riken, và size này cũng thuộc dạng là size lớn nha các bạn, size lớn. Với cái phần bầu bơm khá là to ha, khá là to. Nó còn cái dạng bơm quả tiễn bự hơn nữa ha, khủng hơn nữa. Nhưng mà cái con này thì cũng thuộc dạng trung, xe trung và xe đại trở lên rồi. Chiều dài của cái bơm tay này nó lên tới 57cm nha các bạn, 57cm, ti rất là lớn rồi, ti lớn ha. Riken áp của nó là 700kg, tương đương với 10.000 bé size ha, 700kg. Này. Này, bích tông rất là lớn không, bạn nhìn cái bích tông bơm của nó nè, khủng hoảng luôn. 45 ly. Còn cái con đội này thì tải trọng của nó lên tới 50 tấn. Tình trạng là cái ti nó có những cái vết rỗ sét do nó bị nằm ở bãi đó, bị mưa. Nhưng mà mình đã mở ra vệ sinh kiểm tra rồi, cái lồng mạ của nó còn rất rất là đẹp, nó là rất là mới luôn. Một cái điều hết sức bất ngờ ha. Thì thoạt đầu là mình nhìn cái ti đó mình nghĩ ra là cái đội này nó tiêu rồi. Nhưng mà không sao, khi mà vệ sinh sạch sẽ đi thì cái lồng mạ nó còn phải nói là tuyệt vời luôn. Và cái đội này riêng cái đội này mình tiêu bảo hành cho các bạn sử dụng 6 tháng. Bảo hành cái đội này cho các bạn sử dụng 6 tháng, các bạn yên tâm để sử dụng ha. Đã vệ sinh sạch sẽ và vào dầu, châm dầu thủy lực đầy đủ. Các bạn về chúng ta chỉ sử dụng thôi. Và cái này nó có lò xo hồi, khi chúng ta nhả
xả gió thì nó sẽ hồi về. Nhắc lại tải trọng của cái đội này là 50 tấn nha các bạn, 50 tấn ha. Bầu lớn, dây dài khoảng 2 mét, dây dài 2 mét. Ok, cái bộ này Zalo cho các bạn với giá là 6 triệu, 6 triệu đấy, 6 triệu. Ok, xiết gió lại. Và lực ha. Weekend đây, chúng ta đã lên hết hành trình ha. Và cái chiều cao tối đa của cái đội này khi mà nó lên hết hành trình là nó được 73 ly các bạn, 73 ly ha, 73 ly. Đường kính của nó thì đường kính của cái ti này nó lên tới 88 ly rưỡi. Rất là nặng nha các bạn, rất là nặng nha. Tí nữa mình sẽ cân tổng trọng lượng của hai cái bộ này cho các bạn xem. Tải trọng của nó nhắc lại là 50 tấn nha các bạn. 50 tấn. Sơn zin 100% ha. Tình trạng là sơn zin 100%. Nó dư dầu á. Nó hồi về nó xù gió ra. Nó hồi về nó đẩy dầu nó dư nó sẽ xì ra cái đường mình xả lấy gió ngoài này ngoài đuôi nè. Ok, chiếc gió bơm lại lần nữa nè. Rất là nhẹ nhàng ha, tải trọng 50 tấn. Dây này dây dây lớn nha các bạn, dây là cũng chịu áp tới 10.000 bé sai, chịu áp lên tới 10.000 bé sai. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi vào chúng ta cân cái bộ này. Trọng lượng của nó lên tới 32 kg hơn các bạn, hơn 32 kg. Kinh khủng ha. Hơn 32 kg. Okay. Cái vỏ ngoài của cái đội này là nó được 128 ly nha các bạn. Đường kính của cái thân đội ngoài này là 128 ly. Ha, 128 ly. Và chiều cao của nó, chiều cao của nó không tính cái phần đội trong ha, tính cái phần vỏ ngoài nó là 18 nè. À, nếu tính luôn cả mặt trong này thì nó cao khoảng 20,5. 20,5. Để chúng ta biết được cái vị trí mà chúng ta cần thao tác, chúng ta đưa đội vào. Đây. Hành trình nó lên được 72 73 ly. Ok. 6 triệu cho cái bộ đội thủy lực. Sai cũng khá là khủng quá ha. Weekend. Một cái thương hiệu mạnh trong cái dòng thủy lực của Nhật. Tiếp tục chúng ta đến với một cái cân rất là cổ điển các bạn, rất là cổ điển. Rất là cổ điển mà cũng rất là hay ho mà
bị người ấy chê không biết sử dụng. Thiệt là đáng tiếc quá đi. Thiệt là đáng tiếc quá đi. Toàn bộ ốc vít bắt trên cái cân này là toàn bộ sử dụng ốc dẹp hết. Nó nói lên cho chúng ta một điều là cái cân này nó rất là sâu tủ nha các bạn. Những cái con ốc kết nối mặt cân cũng bằng đồng hết. Kể cả cái mặt cân này nó cũng bằng đồng thau luôn, thau. Và nó có độ dày lên tới 2 ly. Độ dày của nó lên tới 2 ly, một cái mặt cân này mà lên tới 2 ly thì nó phải nặng cả ký lô nha các bạn. Riêng cái mặt cân này nặng cả ký lô ha. Và cái mặt kính, cái viền của nó các bạn nhìn nè. Nó cũng giống như là kiểu mà mạ đó, mà kẽm lâu ngày mà nó xuống ha. Ở phía sau này nó có một cái ti cân bằng giống như kiểu thước nước mình đó ha. Bây giờ mình sẽ xài bằng đồng hồ thước nước. Thì ngày xưa họ dùng cái ti cân bằng này, nó ứng dụng cho hầu hết những cái cân của Nhật hay là của Việt Nam cũng vậy. Những cái cân bàn họ cũng đều ứng dụng cái chức năng dùng cái trọng lượng để mà nó cân bằng cái ti này trên cái lỗ này. Đây là một cái dụng cụ phải nói là nó nhìn nó trông nó rất là cổ điển, rất là cổ điển. Và cái cân này tình trạng là sơn zin 100% ha. Trọng lượng nó cân được tối đa là 10 kg. Và nó có dùng hai cái hệ, một cái hệ họ cân theo kiểu Nhật các bạn, họ dùng tiếng Nhật nè. Phía trong là theo hệ kilo, 10 kg là tối đa. Có thể anh Giang chúng ta lú lú nó qua chút xíu ha, một hai đất gì đó thôi. Và trên đây nó cũng có cái núm để tăng chỉnh cái độ chính xác của kim. Nếu mà kim chúng ta nhiều khi nó bị lệch gì đó, chúng ta sẽ tăng chỉnh. Và cái núm chỉnh này nó cũng bằng đồng luôn các bạn, đồng thau luôn, như là cái dĩa cân trên mặt này. Ok. Làm thử cái mallet này. Ok. Cái cân cổ điển của Nhật này với trọng lượng là 6 kg, giao lưu cho các bạn với giá là 600.000. 10 kg, cân được 10 kg ha. Vậy nãy ghi nó 6 kg, cân 10 kg, giá 600.000. Thật sự là nghe thì có vẻ nó đắt hơn những cái cân của hàng đời mới ha. Nhưng mà xét về tính năng và nét độc đáo những cái cổ điển của nó thì nó thuộc về một cái dạng cân chúng ta vừa sử dụng và vừa sưu tầm. Nó có những cái điểm hay ho mà những cái cân đời mới này không thể nào có được. Ok. Vì vậy một cái mức giá đề xuất là 600.000 cho cái cân này thì cũng không có gì gọi là quá ghê gớm ha. Riêng cái mặt cân này các bạn tháo ra các bạn bán được 200.000. Ok. Mặt cân bằng đồng mà. Trọng lượng nó phải một hơn 1 kg hơn chứ không dưới đâu. Dày tới 2 ly. Chưa thấy cái mặt cân nào mà cái kiểu mà về mà cái mặt cân mà dày tới 2 ly ha. Dạng cân nhỏ như thế này nha. Ok. 600.000. Quá là cổ điển. Sơn zin toàn bộ hết nha các bạn. Sơn zin toàn bộ hết. Ok. Chúng ta đến với một vài cái ống inox của Mỹ. Cái này được ứng dụng trong theo điều tra sơ bộ. Cái này được ứng dụng trong những cái máy quay ly tâm trong phòng thí nghiệm đó các bạn. Chất liệu inox 0x500. 0x500. Kích thước của nó như sau. Đường kính ngoài của nó là 32. Lỗ trong của nó là 30. Cái phần miệng này ha, phần miệng này nhìn nó to hơn các bạn. 32, lỗ trong của nó là 30. Made in USA ha. Chữ rất là nhuyễn, chữ cán rất là nhuyễn. Ok. Made in USA ha. Chiều cao của mỗi cái ống này là nó được 102 ly các bạn, 102 ly. Tổng cộng ở đây là có 15 cái. Tổng cộng có 15 cái. Và giá giao lưu cho các bạn là 60.000 một cái.
60.000 một cái. Ok, các bạn về chúng ta có thể ứng dụng mà thích chế cháo gì đó thì chế cháo. Có thể dùng để đựng những cái que hàng, hay là dắt tua vít, dắt tuôn, dắt những cái cây nhỏ nhỏ ha. Inox Mỹ mà, có thương hiệu. Ok, chất lượng các bạn, rất là chất lượng, 60.000 một cái. Bác nào lấy hết thì 750.000. Chúng ta có 15 cái ống. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, tổng cộng 15 cái ống này, 750.000. Lẻ thì 60.000 một cái. Nó như kiểu một cái áo hỗ trợ để cho những cái phần kẹp ở trên miệng các bạn, của những cái máy ly tâm á, họ kẹp và họ dắt những cái ống thủy tinh trong phòng thí nghiệm đó, thì họ sẽ cho vào đây những cái máy ly tâm dùng để tách khuẩn nè ha. Nói chung là để dùng cho những cái máy ly tâm trong phòng thí nghiệm, và được sản xuất tại Mỹ, International Made in USA. Rất là chất lượng rồi, rất là chất lượng, và tình trạng của nó cũng còn khá là mới ha, khá là mới. Tiếp tục, những cái mũi vít vẫn còn để phục vụ cho tất cả các khách hàng yêu mến kênh của mình, TV Tool. 10 cái mũi vít xịn sò của Mỹ và một vài cái của Nhật thôi, đa phần là thương hiệu Apex của Mỹ nha các bạn. Chất thép của nó phải nói là rất là cứng, và đa phần nó là những cái mũi vít chân ngắn, lục giác chân ngắn. Tại vì có một số khách hàng của mình họ mang trực tiếp máy đến đây để test thử xem nó có lắp vừa hay không, vì họ chưa có mua qua bao giờ, thì cái điều đó là bình thường thôi ha. Thì mình nhắc lại, đây là cái chân của nó là chân 6 ly 3 thông dụng, 6 ly 3 thông dụng, thành thử ra nó, và nó là cái dạng chân ngắn các bạn. Chân này chân ngắn, đây là cái rãnh bi, nó sẽ khớp vào cái vị trí rãnh này, thì nó thua tương thích với hầu hết tất cả những cái máy sử dụng bắn vít trên thị trường, từ máy pin cho tới máy sử dụng khí nén hay là dùng điện gì đấy, vân vân. Đây là cái mũi vít dẹp nè, và không có trùng lập nha các bạn, những cái mũi vít này không có trùng lập. Chúng ta có tổng cộng 10 cái mũi và giá chỉ có 100k. Những cái mũi vít được thiết kế với cái phần thân nhỏ, mang lại cái tính năng ưu việt khi chúng ta thao tác ở những cái vị trí mà ốc vít nó có những cái lỗ rất là bé, rất là nhỏ, những cái thân ốm như thế này, nhưng mà rất là chắc chắn nha các bạn. Đừng thấy thân nó ốm ốm là khi dễ đấy nha ha, rất là chắc khỏe. 100k cho 10 cái mũi vít của Mỹ và Nhật. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với một cái combo thuộc vào cái dạng sưu tầm và sử dụng. Chưa hết đâu nha các bạn, còn nữa đó. Một cái combo chúng ta có từ size 4 inch cho tới con 24 inch trên vách kia nữa nha. Còn trùm cuối nó đang nằm bên kia, nhưng mà chưa hẳn là cuối đâu, nó còn cái size lớn hơn nữa các bạn. Size 30 inch. Và cái con 24 inch này là nó thuộc dạng đời cổ các bạn. Thiết kế miệng góc 45 độ. Cái đầu nó hơi góc 45 độ. Nó cho một cái lực mở rất là tối ưu, và nó là rất là tối ưu. Tối ưu hóa lực mở. Một cái con trùm cuối. Trùm cuối ở chỗ mình TQ thôi ha, chứ không phải trùm cuối chỗ khác đâu. Ở một số anh em khác họ sưu tầm lên tới những cái con dài tới 30 inch ha, dài hơn cái này nữa. Cái này là 24 inch.
là khoảng 600 ml các bạn, 600 ml. Con này 18 in ha. Made in Sweden, 15 in, 12, 10, 8, 6 và 4 in. Đây là cái con khuyến mãi, cái con đuôi cá ha, một cái con đuôi cá. Phần đuôi cá này dùm để chúng ta mở ống ha. À, mở ống nó có răng các bạn, dùng để mở ống. Thiết kế kiểu đặc biệt 8 in của Baco. Và cái bộ này chúng ta có từ 4 in, cái con 4 in này cũng khá là hiếm ha. Khá là hiếm bắt gặp. Từ 4 in cho tới 24 in. Và được tặng kèm thêm một con cá của Baco. Ok. À, thông thường chúng ta xem phim, chúng ta hay một số bác thích xem review hoặc thích xem tắt thì chúng ta có thể xem từ phần đầu và tập cuối là kết thúc bộ phim nha. Thì ở đây cũng vậy, các bác cũng có thể mua size số 4 và size 24 với mức giá bằng với giá cái bộ này nha. Các bác có thể để lại cái phần giữa này cho mình tới quy, thích tặng ai thì tặng, thì các bác có thể mua cây 1 và cây cuối với mức giá vẫn bằng với cái bộ này. Ok. Và cái bộ này giao lưu cho các bạn với giá là 9.800.000. 9.800.000 nha. Lần này là không có nói lầm nha các bạn ha. Lần này là không có nói, không phải là nói lầm. 9.800.000. Một cái bộ combo 2 4 6 8 cây mỗi lết của Paco. Và tặng kèm một cái cây Paco 31 size 8 in Paco Stockholm. Tình trạng trong đây những cái cây này là còn khá đẹp hết nha các bạn. Một số cây phải nói là còn rất là đẹp luôn nữa. Một số cây miệng 6, miệng 8. Và một số cái dòng á, Paco nó có một số cái dòng cái miệng nó khép không có sát nha các bạn. Không phải là nó bị lỗi nha, mà zin của nó như vậy á. Một số dòng là cái miệng nó khép không có sát đâu. Nhắc lại chúng ta có từ 4 inch cho tới 24 inch. Và cái cây 24 inch này là có thể nói là nó gánh cả nửa cái team này ha. Mức giá của nó có thể gánh cả nửa cái team này. Mình chia sẻ các bạn nghe nhẹ nhẹ vậy thôi ha. Này Baco Sweden có từ năm 1892, rất là sâu ha. Bản quyền sáng chế của nó rất là sâu tuổi các bạn. Và nó là cha đẻ của dòng mỏ lết. Paco có thể nói được gọi là cha đẻ của dòng mỏ lết. Răng còn rất là đẹp. $9.800.000. Chúng ta có 8 cái cây mỏ lết của Paco Thụy Điển. Đây, cái cây 4 in. Rất là dễ thương, xinh xắn, nhỏ nhắn ha. Main Sweden size 4 inch 6. Và admin có thể lướt lại một lần nữa. Đây mình trở mặt nó qua nha. Nướng mặt ngoài nó khét, mình trở mặt cho nó đều. Ok. 9.800.000. Các bạn có 8 cây mỏ lết. Có thể nói là gần đủ một cái bộ là chúng ta không phải mất thời gian để chúng ta đi sưu tầm lựa chọn từng cây. Và được tặng kèm thêm một cây nữa. Tổng cộng là chúng ta có 9 cái cây mỏ lết của Paco Stockholm Made in Sweden. Ok. Xinh xắn dễ thương ha. Ok. Tiếp tục chúng ta đến với một vài cái clay size khủng các bạn. Hai cây này của Mỹ, một cái cây này cũng của Mỹ và một cây này của Anh. Size nó là 41.
Cái này là 1/2 inch và 1/7/16 inch thì tương đương là 36 38 nha các bạn nha, 36 38. Còn cái này là 1/2 thì nó tương đương là đầu 38, đầu trồng 38 và đầu miệng 38. Cây này của Proto, chất thép đen ha, chất thép đen. Và cái giò cái này nó thiết kế dạng mỏng để chúng ta mở những cái vị trí đặc biệt ha, những con ốc đặc biệt nó mỏng, và cán thiết kế nhỏ đó chúng ta có thể đúc tiếp và chúng ta tăng cái lực mở giữa xoay ha. Ok, cây này là size trồng 41 và miệng cũng 41, đây là con ống 41. Cây này của anh nha các bạn, của anh ha, Super Block Varium Extra. Cái mã của nó là 1952, 1952 của anh. Ok, bốn cây lê này giao lưu cho các bạn với giá là 800.000, khá là nặng nha, thích hợp cho các bác nào chuyên làm gara mở những cái đầu lớn ha, 800.000. ba cây của Mỹ và một cây của Anh. Một cái cẩu C của Wilton, cái mã nó đây là O110 110. Độ mở hàm tối đa của nó lên tới 250 các bạn, độ mở hàm tối đa nó lên 250 ha. Và thường những cái con cẩu C của Mỹ size lớn thường họ thiết kế cái trục vít me nó chỉ là 1/2 thôi, để chuyên dùng kẹp những cái đồ to ha. Wilton thép rèn đúc dập khuôn của Mỹ nha các bạn, thép rèn đúc dập khuôn ở Mỹ vừa xài ha. Cái cẩu C của Mỹ này giao lưu cho bạn với giá là 500.000, 500k. Cái phần đầu này là đã được thay thế rồi ha, lúc về nó bị mất cái phần chén xoay này thì mình đã thay thế một cái chén mới cho nó rồi. Okay. Một cây mỏ lót của Rigic dạng offset size 12 dòng E các bạn, dòng E tức là cái miệng offset nó hơi nghiêng một chút xíu ha, nó cho phép thao tác ở những cái vị trí đặc biệt. Đầu mở hàm nó cũng khá là to ha, mở hàm tối đa nó lên được tới 2 inch, tức là hơn 50 ly các bạn, hơn 50 ly. Và bộ hàm cũng còn khá đẹp. Cái con này giao lưu cho bạn với giá là 300.000, 300.000. Chúng ta có một cây mỏ lớp offset size 12 của Mỹ, thương hiệu Rigic, miệng mồm còn rất là ok nha, răng cỏ là ok hết ha, sản xuất ở Ohio Mỹ nè. Ok, một cái cây mỏ lết nước của Mary Nhật, Mary Nhật là cái dòng thao tác nhanh, thao tác nhanh. Mở tối đa của nó lên được tới bao nhiêu đây, Mary Japan, thiết kế dạng miệng mỏng ha, cũng là dạng mỏ lết răng để chuyên thao tác mở ống, nhưng mà nó thiết kế thao tác nhanh. Răng cỏ là còn đẹp hết nha các bạn, Mary size 350 ha, size 350, sơn zin 100%. Cái cây này giao lưu cho bạn với giá là 350.000, 350.000. Một cái bộ bu lông tắc kê, một cái bộ tắc kê bánh dành cho dòng xe sedan của hãng Bridgestone Nhật. Một cái hộp này nó gồm có 16 con và cái size bu lông của nó là 12, bước răng là 1.25 các bạn. 12 x 1.25 ha. Trong này nó có 16 con là dành cho 4 bánh ha. Mỗi bánh là mình bắt 4 con, 4 con. Này. Trên cái thân nó có đóng cái logo của Bridgestone. Bridgestone ha, Nhật. Size 1.25. 12 x 1.25. Khá đẹp. Hàng chuẩn Nhật. Nhắc lại là dòng cho dòng sedan nha, sedan.
Thường dòng sedan mở bánh là chỉ bắt 4 con bô lông thôi à. Đây là một bộ đó gồm cho 4 bánh xe. Okay. Cái này Zalo cho bạn với giá là 250.000. 250.000. Okay. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với một vài cái thiết bị sử dụng điện các bạn. Đầu tiên hôm nay chúng ta đến với cái ổ cắm của Bana. Ổ cắm của Bana tình trạng là mới chưa sử dụng nha các bạn. Mới tinh chưa sử dụng. Đây. Ổ cắm của Panasonic. Có đèn báo ha, 1500W, có 4 cái ổ, là cái dạng ổ cắm khóa ha. Ổ cắm khóa. Ở đây có chữ men ra bằng. Đây. Ổ cắm khóa 1500W. Mới tinh chưa sử dụng nha các bạn. Và có 500 ở mặt sau này, có hai pin 500 nè. Để chúng ta hít lên những cái bề mặt kim loại ha, như là tủ lạnh này kia đó à, rất là chắc. Ngoài ra nó có hai cái vị trí để chúng ta móc treo luôn, 250 một cái ha. Hiện tại mình còn mấy cái thôi là hết cái lô này luôn rồi. Ok, mới tinh chưa sử dụng. Đây, cắm thử ha. Chúng ta sử dụng nguồn điện 100V hoặc là 200V đều được nha các bạn. Cắm vào nó sẽ báo đèn lên cho chúng ta biết là có nguồn điện ha. Đây có đèn báo đây. Ok. Hai trăm rưỡi ngàn cho cái ổ cắm mới tinh chưa sử dụng của Panasonic. Men ra bằng ha. Dây nguồn à, cũng còn một vài cộng nha các bạn. Dây nguồn này à, cộng này đét 27 luôn à, 27. Thì à, cái này được cắt ra từ những cái máy bơm chìm của Nhật á à, độ dài dây nó khoảng từ 3 đến 5 mét à, dây 27 đét 27 ha. Ok, lỗi to thích hợp cho chúng ta về thay thế cho những cái thiết bị gia đình à. Ok, dắt cắm còn khá đẹp ha. Giá 150 một sợi nha các bạn, 150 một sợi. Tiếp tục chúng ta đến với một cái bộ sưu tập nhỏ nhỏ à, với thương hiệu Hitachi à, tất cả đều là được làm tại Nhật, hàng chuẩn Nhật và hàng thuộc cái dòng viên tạc các bạn. Vỏ nhôm, tem đồng và tất cả đều sử dụng chung một nguồn điện là 100V, 100V. Và những sản phẩm này đã được Mentewi lựa chọn chinh tinh lọc à, từ một cái khoảng thời gian cũng khá dài và đã được hạ từ trên cái vách kia xuống đây. Ok, ở đây chúng ta có tổng cộng là 8 cái sản phẩm, tuy nó là chưa có hội tụ đầy đủ hết nhưng nó gần như là có thể gọi là đại diện cho một số cái chức năng mà cần thiết chúng ta có thể vừa sưu tầm và vừa sử dụng được. Đầu tiên thì chúng ta có một cái máy nhắm rung, một cái dạng rung vuông các bạn. À, các bạn có thể dùng nó để chúng ta à, rung phẳng cái bề mặt kim loại hoặc là gỗ à, cũng là thương hiệu Hitachi à, tem nhôm mạ à, ok à, Light Sander Hitachi. Tiếp theo chúng ta có một cái khoan mini cổ điển, tình trạng cái này gần như mới các bạn, gần như mới, nhìn cái tem đó nè và cái đầu khoan, dây nguồn à. Cái phần dây mà để giữ cái chìa mở măng ranh của nó là bằng đồng luôn các bạn, thấy không, rất là cổ điển. Những cái dắt cắm của Hitachi rất là đẹp, rất là đẹp. Vỏ nhôm hay các bạn, không có sơn gì hết nha à, cổ điển mà, vỏ nhôm không sơn gì hết, rất là đẹp rồi. Nhỏ gọn mà phải nói là tuyệt vời luôn. Đầu kẹp tối đa của nó chỉ có 5 ly thôi nha các bạn, đầu kẹp tối đa chỉ có 5 ly thôi à, cò bằng cò kim loại luôn, giống như nhôm quá.
rất là đẹp. Tiếp theo một cây taro với đầu kẹp tối đa lên tới 10 ly luôn các bạn, mới tinh chưa sử dụng luôn, mới tinh chưa sử dụng, đầu kẹp của nó tối đa 10 ly ha, và độ dày của nó tối đa được 8 ly, vòng tua chỉ có 330 vòng một phút thôi, chuyên taro mà 285W, dây nguồn zin nó còn đen thui thui lùi đây. Ok, Death 1969, quá kinh khủng ha. Con này đầu kẹp của nó được 10 ly nha các bạn, 10 ly và tình trạng cũng còn rất là đẹp, dây ngô được còn zin hết ha. Hitachi, những cây khoan cổ điển của Hitachi. Một cây mài gốc một tấc 25, tấc 25 tình trạng cũng gần như mới luôn các bạn, cặp te nó chưa có dấu liếm nữa. Vỏ nhôm không có sơn gì hết ha. Hitachi, điện di 100V, tua 8.500 dòng một phút. Ok, 125. Đây công tắc nguồn đây. Này, dây nguồn còn zin theo máy ha. Những cái chất cấm của Hitachi tê đại đầu. Một cây thổi, một cây thổi cũng là Hitachi tem đồng ha. Ở đây chúng ta có cái cửa sổ để điều chỉnh cái lưu lượng gió các bạn. Ha, điều chỉnh cái lưu lượng gió mở nhiều hay mở ít thôi. Ok, dây nguồn zin của nó cũng rất là dài ha, rất là dài. Một cây đánh bát của Hitachi, vỏ nhôm luôn, cũng là tem đồng gần như mới mà, cái này cũng gần như mới luôn. Nước nhôm quá đẹp, quá trời đẹp. Và cái tay này chúng ta có thể lắp bên trái hoặc bên phải, tùy cái người thuận tay trái tay phải ha. Và cái bông lông cừu đánh bóng của nó đây các bạn, chúng ta lộn ngược lại, chúng ta trồng vào đây là chúng ta xiết cái dây lại là xong. Ok, công suất của cái này là nó khoảng tầm 400W, điện di 100V, tua chỉ có 1.900 vòng một phút thôi, đường kính là 1 tấc 8 ha, đường kính bông đánh nó là 1 tấc 8 rồi. Những cái con này thì thuộc dạng nồi đồng cối đá rồi. Một cái cắt ton cắt lên tới độ dày nó lên tới được 2 ly các bạn, cũng là dạng tem đồng ha, cổ điển, tình trạng cũng gần như mới mà, lưỡi dao này chưa có dấu, chưa có dấu cấn liếm gì hết, ốc chỉnh nó cũng là ốc vít dẹp hết ha, cò nó còn cái lớp keo luôn nè, vàng vàng ha, rất là đẹp. Ok, tổng cộng chúng ta có 8 cái sản phẩm và giá giao lưu cái bộ sưu tập này cho các bạn là 5.800.000, 5.800.000. Ok, bộ này mình chỉ bán theo combo, không có xé lẻ ha. Bác nào có nhu cầu mua lẻ thì hẹn dịp sau, mình có cái con nào mà mình mua lẻ được thì mình sẽ giới thiệu trong video clip. Ok, và đây cũng là cái món sau cùng của video clip giao lưu hôm nay. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ kênh, cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng mình TV Tool. Xin chào và hẹn gặp lại. Thì thầm thỏ thẻ, thỏ thẻ thì thầm. Thì thầm, thỏ thẻ thì thầm.
quá là đẳng cấp. Con này nó dùng cái đá to, thành thử ra vòng tua nó sẽ giảm xuống còn có 8.500 vòng một phút thôi nha các bạn. Ok, đánh bát. Những sản phẩm nó không còn được sản xuất. Đây, mình sẽ mở cái dây này ra, hấp đi, nó cấn cái dây. Bây giờ nó chạy lên chạy xuống nó cấn cái dây. Con hút thổi này cái dây nguồn nó dài lắm nha các bạn. Ha, dài cỡ cầu 6m 8m gì đó. Ok. Okay.